Hảo ông Tu xin chào cả nhà. Và ngày cuối tuần hôm nay là vào giờ cuối giờ chiều rồi này, bên em đang phủ bóng một chiếc 3008 phiên bản mới nhất, phủ bóng ceramic, tất cả các chi tiết ngoại thất cho chiếc xe mặt sơn trong suốt. Anh em đang thi công bóng như gương, có thể chúng ta có thể soi gương được. Bóng như gương C3008 rất là đẹp, màu đỏ phủ lên cực kỳ thích mắt. Mặt sơn rất là trong suốt luôn. Quá đẹp, nhìn rất là đẹp, rất là mê ly. Bên ngoài thì anh em đang làm gương chiếc C5, là một chiếc C5 làm gương. C5 làm gương, chiếc mẹt thì sẽ dán kính lưng, anh em đang thi công độ đèn bi gầm cho chiếc City, bi gầm mang thương hiệu HCL, bảo hành lên đến 2 năm tại Hải Âu Auto. Xe được bi gầm được sử dụng thấu kính len xanh nha các bạn. Và đặc biệt ưu điểm của cái bi gầm này là có 3 nhịp màu để chúng ta đi thời tiết, ví dụ như là nhịp 3000 nè để đi phá sương nè, rất thích hợp cho các bác tài xế hay đi làm sớm hay đi đường dài, và có nhịp 4003 vàng nắng để đi trời mưa, và pha cốt luôn, nó có chức năng pha cốt, có ánh sáng 6000 để chúng ta đi phố nó sẽ sáng hơn điện đường đèn phố. Khi chúng ta chuyển nhịp màu ở nhịp màu nào thì pha sẽ ở nhịp màu đó. Anh chị có nhu cầu nâng cấp bi gầm hoặc là bi chính laser led, vui lòng liên hệ Hải Âu Auto. Xin cảm ơn.